Đây mọi người, thì nó sẽ hiển thị cái mức nhiệt độ ở trên em người. Đây 32.1 độ C ha, phòng mình đang quay clip. Và ở dưới thì nó sẽ hiển thị độ ẩm là 81%. Đây, mình có thể dễ dàng chuyển đổi độ C và độ F thông qua cái nút bấm ở phía sau mọi người. Đây độ C, độ F đây. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Hàng Hot Thái Thắng. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người thêm dòng sản phẩm máy đo nhiệt độ và độ ẩm. Và cái sản phẩm ngày hôm nay thì nó có cái mã là AR867 nha mọi người. Và nó thuộc thương hiệu Smart Sensor, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức nha mọi người. Thì mình lúc trước mình đã giới thiệu rất là nhiều cái sản phẩm đến từ cái hãng này rồi ha. Thì nó chuyên sản xuất những dòng thiết bị đo trong công nghiệp hoặc là đo trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Đây mọi người, như là đo những dòng khí ga, khí độc hại hoặc là những dòng khí cái hàm lượng khí oxy trong không khí á, khí CO2 hoặc là khí CO. Đây mọi người, thương hiệu Smart Sensor rất là nổi tiếng. Và cái dòng sản phẩm ngày hôm nay thì nó chuyên sử dụng để đo và xác định chính xác nhiệt độ và độ ẩm một cách nhanh chóng nhất nha mọi người. Nhanh chóng và rất là chính xác luôn ha. Thì cái này thì nó còn có thêm những cái tính năng là báo thức nha mọi người. Đây, báo thức hoặc là báo động khi nhiệt độ và độ ẩm vượt quá mức cho phép ha. Đây. Nó sử dụng cái cảm biến nhiệt độ rất là nhẹ nha mọi người. Đây. Và nó có thể đo nhiệt độ trong phòng là từ âm 10 cho đến 50 độ C nha mọi người, tương đương là 14 độ F cho đến 122 độ F ha. Và nhiệt độ bên ngoài là âm 50 cho đến 70 độ C và tương đương độ F là từ âm 58 cho đến 158 độ F nha mọi người. Và size số là 0.1 độ C nha mọi người, 0.1 độ C độ F ha. Đây, size số rất là nhỏ. Và cái giải đo độ ẩm là từ 20% RH cho đến 99% RH nha mọi người. Đây, và size số cũng là rất là nhỏ, cộng trừ 1% RH. Đây, có lịch luôn nha mọi người. Và ở đây thì mình sẽ có sử dụng nguồn là pin 3 pin, 1 pin 3A ha. Đây, còn đây là cấu tạo của cái sản phẩm này. Có kích thước rất là nhỏ gọn nha mọi người. Nè, một xíu thì mình sẽ bóc hộp ra luôn. Ở phía sau thì mình sẽ có những cái tính năng nha mọi người, cũng như là hướng dẫn sử dụng. Đây. Đây mọi người. Cái chế độ hiển thị thời gian là 12 giờ hoặc là 24 giờ ha. Đây, có báo thức đồ luôn, có đo nhiệt độ ở ngoài trời và trong phòng. Đây ha. Đây, chuyển độ C, độ F luôn ha. Đây mọi người, thì bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra luôn. Nó được đựng trong cái vỉ nha mọi người. Đây. Đây ha. Đây mọi người, đây là cái sản phẩm của mình. Thì nói về cái chất liệu của nó trước thì nó cũng sử dụng cái chất liệu là nhựa ABS nha mọi người. Cái chất liệu này thì nó có rất cái khối lượng, cái trọng lượng rất là nhẹ nha mọi người. Nó chỉ là 126g thôi á. Đồng thời thì cái nhựa ABS này thì nó sẽ đảm bảo cho cái máy này nó có độ bền cao hơn, nó có thể chịu được va đập rơi rớt hoặc là tác động từ môi trường ha. Đây mọi người, nhựa ABS siêu chắc chắn luôn. Và cái kích thước của nó là 97x105x21mm nha mọi người. Rất là nhỏ gọn. Thì đối với cái kiểu dáng này thì mình có thể treo ở trên cái vách tường nha mọi người. Đây, thông qua hai cái lỗ này ha, mình treo vào. Nếu mình không treo mình để bàn, mình có thể để trên bàn ha. Đây. Đây rồi. Để bàn làm việc của mình. Đây, còn pin. Pin thì mình sẽ gắn ở phía sau này, mình trượt nắp lại lên nha mọi người. Và mình sẽ cho cái pin 3A này vào ha. Pin rất là thông dụng nha mọi người. Đây. Mình gắn pin vào thì nó sẽ bật cái máy lên luôn ha. Ở trên cái màn hình thì nó sẽ hiển thị nha mọi người. Đây, cái cảm biến nó sẽ nằm ở cái đầu này ha. Đây. Đây, ở trên màn hình thì nó sẽ hiển thị cho mình những cái thông số, nó hiển thị lên rất là rõ nét nha mọi người. Đây, màn hình siêu to siêu khổng lồ luôn ha. Đây. Đây mọi người, thì nó sẽ hiển thị cái mức nhiệt độ ở trên nha mọi người. Đây 32.1 độ C ha, phòng mình đang quay clip. Và ở dưới thì nó sẽ hiển thị độ ẩm là 81%. Đây, mình có thể dễ dàng chuyển đổi độ C và độ F thông qua cái nút bấm ở phía sau nha mọi người. Đây độ C, độ F đây. Đây mình bấm vào. Nó sẽ chuyển qua ha. Đây, 90.1 độ F ha. Đây 32.3 độ C. Độ ẩm là 82% nha mọi người. Đây, ở bên đây thì mình sẽ thiết lập cái thời gian của mình cũng như là thiết lập báo thức rồi ha. Đây mình sẽ đè cái nút set này nha mọi người.
Đây 24 giờ hả? Đây, thiết lập cái báo thức cho mọi người, tắt báo thức ha. Đây. Rất là nhiều cái tính năng nha mọi người. Mình đè vào. Đây. Và sau đó thì mình sẽ nhấn cái nút mắt min này để mình điều chỉnh cái thông số ngày giờ ha. Đây, xong mình sẽ nhấn vào nút set. Đây. 8 giờ 1 phút nha mọi người. Rất là dễ dàng sử dụng. Mình chỉ cần sử dụng cái nút set và mắt min này thôi ha. Đây. In out là cái đo nhiệt độ trong phòng và ngoài trời nha mọi người. Đây. Này ha. Rất là đơn giản. Đầy đủ tính năng luôn nha mọi người. Thì nó sử dụng cái cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm siêu nhẹ nha mọi người. Nó sẽ cho ra cái kết quả đo nhanh chóng và chính xác nhất với cái sai số rất nhỏ. Thì cái nhiệt ẩm kế điện tử này có thể đo được nhiệt độ trong phòng hay là ngoài trời một cách chính xác nhất cho mọi người, như lúc nãy mình đã nói ha. Thì từ đó thì mình có thể điều chỉnh được cái thời gian của mình đi ra ngoài của mình hoặc là phục vụ trong những cái công việc đây ha, phục vụ trong những cái công việc của mình. Mình có thể đặt ở phòng làm việc của mình hoặc là ở cái nơi công sở hoặc là những cái nhà máy xí nghiệp được ha. Đây. Hoặc là những cái khu mà bảo quản thực phẩm, máy móc, đồ điện tử nhiều người. Rất là đa năng. Này ha. Để bàn nha mọi người. Gạt cái thanh này lên ha. Đây. Kiểu dáng thiết kế thì rất là đẹp nha mọi người, rất là sang trọng á. Nhìn rất là đẳng cấp. Khi mà mình sử dụng thì mình sẽ lột cái miếng bảo vệ màn hình ở ngoài ra nha mọi người. Nhìn nó sẽ nét sắc nét hơn ha. Đây, những cái thông số hiển thị lên rất là lớn. Đây mọi người. Này ha. Thì nếu như mọi người thấy thích cái dòng máy đo nhiệt độ độ ẩm này và có nhu cầu trang bị cho phòng làm việc của mình hoặc là trang bị cho nhà ở của mình thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp ở địa chỉ là số 12 ngõ 151 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội và khu vực miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Số điện thoại liên hệ là 0912245244 và 0974444097. Trang web là điện tử thắng.com và ongnhom.net nha mọi người. Thì ở trên đây thì có rất là nhiều dòng sản phẩm đến từ nhiều cái thương hiệu khác nhau nha mọi người, như là hàng Smart Sensor của Đức này. Thì nó chuyên sản xuất những cái dòng thiết bị đo trong công nghiệp và như là đo những dòng khí độc hại đó mọi người, để phục vụ trong cái cuộc sống của mình hoặc là trong cái công việc của mình. Đây. Và ngoài ra thì bên mình còn cung cấp thêm những dòng máy dò vàng, dò kim loại, dò đá quý, những dòng thiết bị chiếu sáng như là đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ hoặc là chống cháy nổ, những dòng thiết bị quang học như là ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, kính thiên văn và kính hiển vi, thiết bị kỹ thuật số rồi công nghệ như là khung ảnh số, máy ghi âm, camera hành trình, mirror không dây, có dây mirror hội nghị, những dòng camera dưới nước, camera nội soi công nghiệp và thiết bị đo lường các loại. Mọi người, thì mình xin kết thúc video tại đây và mọi người nhớ like và đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video thì mình sẽ không có bỏ lỡ bất kỳ những cái sản phẩm hàng hot nào của anh mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.